Bạn đang mong muốn trở thành sinh viên của cao đẳng FPT Polytechnic. Bạn đang băn khoăn vì ở xa không đến trực tiếp nộp hồ sơ nhập học được. Đừng lo lắng, cao đẳng FPT Polytechnic đã triển khai nhập học online để hạn chế việc di chuyển và tiết kiệm chi phí đi lại cho phụ huynh và thí sinh. Bạn có thể nhanh chóng trở thành sinh viên chính thức của cao đẳng FPT Polytechnic chỉ với 3 bước nhập học online siêu đơn giản ngay sau đây. Đầu tiên, bạn truy cập vào link sau: caodang.fpt.edu.vn/ nộp hồ sơ online. Bước 1. Bạn nhập thông tin họ và tên, số điện thoại, ngành học và cơ sở nhập học. Bước 2. Bạn chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau: một bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân, một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, một phiếu đăng ký nhập học. Bạn có thể nhận mẫu phiếu này ở các văn phòng tuyển sinh của trường, hoặc để nhanh hơn, hãy tải mẫu phiếu này trên website www.caodang.fpt.edu.vn. Mẫu phiếu này phải do chính tay bạn viết và ký tên để nhà trường có thể đối chiếu sau này. Lưu ý rằng, phiếu đăng ký phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống và dán ảnh 3x4 thời hạn không quá 6 tháng. Bước 3. Bạn chụp lại tất cả những giấy tờ nêu trên và đăng tải tệp đính kèm lên để hoàn thiện phần đăng ký online. FPT Polytechnic sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được thông tin đăng ký. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhập học online tại cao đẳng FPT Polytechnic. Nếu các bạn cần tư vấn thông tin chi tiết hơn, hãy nhấc máy gọi ngay đến hotline 0981 725 836 hoặc truy cập vào website www.caodang.fpt.edu.vn. Đăng ký để trở thành sinh viên cao đẳng FPT Polytechnic ngay hôm nay!